Chế Linh bất ngờ gọi thẳng tên Đàm Vĩnh Hưng, công khai nhắc nhở đàn em vì lý do không ai ngờ đến. Danh ca Chế Linh năm nay đã 80 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn và hoạt bát. Bên cạnh đi diễn, giọng ca Thói Đời còn tự làm show riêng tại nhà với tên gọi Chế Linh với dòng hồi ức. Tại đây ông chia sẻ khá nhiều về cuộc đời, sự nghiệp và ca hát của mình. Vừa qua, trong tập mới của Chế Linh với dòng hồi ức, nam danh ca đưa ra quan điểm của mình về khán giả xưa và nay. Theo ông, người hâm mộ trước đây có phần khó tính hơn với nghệ sĩ. Khi nghe nhạc, họ theo dõi từng câu chữ nhạc sĩ viết ra. Khi xem trình diễn, họ lại chú ý cách luyến láy, nhả chữ của ca sĩ, chứ không chỉ đơn thuần nghe giải trí. Đó cũng là lý do mà nghệ sĩ trước đây rất nghiêm túc, căn bản hơn bây giờ. Chế Linh tiết lộ, ca sĩ thế hệ trước luôn phải lắng nghe mọi ý kiến phê bình, thậm chí là chỉ trích. Chẳng những không phiền lòng, họ còn tiếp thu để cải thiện bản thân. Hiện tại, khán giả có phần dễ tính hơn, nghe nhạc không theo dõi nghệ sĩ nhiều như trước. Chính điều đó vô tình lại khiến ca sĩ phát âm sai, đôi khi thay lời của cả nhạc sĩ. Chế Linh khẳng định, mình không muốn trách móc mà chỉ khuyên lứa đàn em nên cẩn thận hơn, đọc kỹ lời bài hát và đừng thay đổi nó. Đưa ra dẫn chứng do chuyện này, Chế Linh nhắc đến Đàm Vĩnh Hưng. Ông tiết lộ, trong một lần đi diễn tại Canada, Đàm Vĩnh Hưng đã xin hát bài Thương Hận của mình. Nam danh ca rất vui khi được đàn em yêu mến hát lại ca khúc của mình. Thế nhưng Đàm Vĩnh Hưng lại hát sai một chữ trong bài hát của Chế Linh. Tôi viết, có ai biết được chị mình tôi buồn, thì Đàm Vĩnh Hưng lại hát thành mấy ai biết được chị mình tôi buồn. Hai từ này nghĩa không khác nhau lắm, nhưng có ai chỉ là hàng vạn người, còn mấy ai là chị mấy người thôi. Tôi không dùng chữ mấy ai, đó mà dùng chữ có ai, để nhấn mạnh vào nỗi băn khoăn, buồn phiền trong cõi đời mình. Bài hát Thương Hận này tôi viết trong một hoàn cảnh rất buồn, nên tôi muốn thể hiện nỗi hận của mình. Chia sẻ cụ thể hơn, Chế Linh cho biết, mình hiểu mỗi ca sĩ có một phong cách trình diễn khác nhau. Ông và Đàm Vĩnh Hưng cũng vậy, khán giả không cần phải quá khắt khe, so sánh cả hai rồi khó chịu. Dù nhận xét đàn em hát khỏe, hát hay, nhưng nam danh ca cảm thấy đáng tiếc khi đối phương lại hát sai một chữ như đã kể ở trên.